Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, người dân sinh sống ở con hẻm quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bùng cháy từ xưởng gia công ép nhựa nên tìm cách tiếp cận hiện trường và dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân điều động nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Một lúc sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong nhà xưởng rộng khoảng 100m2 bị thiêu rụi và một người phụ nữ tử vong.